Đứa trẻ này không hề tầm thường, vừa mới chào đời đã có thần rắn bảo vệ, mỗi lần thần rắn tìm đến nơi, cô bé đều tròn xoe hai mắt nhìn nó chăm chú. Mẹ đứng ở bên cạnh không những không hề sợ hãi, thậm chí còn nở một nụ cười, bởi vì như vậy con mình sẽ không phải chịu tổn thương. Chuyện là vào trước đó không lâu, Kosum và Rangsan kết tóc xe duyên, thành vợ thành chồng, cô vốn tưởng rằng lần này cuối cùng cũng tìm được chân ái. Nhưng vừa về nhà cùng với Rangsan, thì Kosum đã hứng chọn một chậu nước lạnh, thì ra cô đã bị Rangsan lùa như lùa gạt. Rangsan không những đã cưới vợ từ lâu, còn có cả vợ lẽ, mà cô thì chỉ có thể xếp ở vị trí vợ ba, sự đả kích lớn khiến cô sốc đến mức ngất ngay tại chỗ. Hôm sau, mới sáng sớm Kosum đã xách hành lý về nhà mẹ đẻ, còn gọi anh họ sống ở thành phố đến đón mình, hai người đang chuẩn bị rời đi, thì Rangsan đã đuổi đến nơi. Chẳng nói chẳng rằng, lập tức kéo tay Kosum, còn thủ thì rằng nếu như em đi thật thì đứa trẻ trong bụng không phải sẽ thành đứa trẻ không cha sao, vậy thì quá đáng thương rồi. Sau khi được tên đàn ông bội bạc Rangsan rót mật vào tai, Kosum vẫn lựa chọn tha thứ cho hắn ta, có điều cô cũng đưa ra một điều kiện, đó chính là phải để cho anh họ ở lại bảo vệ mình. Rangsan lúc này đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của cô, hắn suy ngẫm một giây rồi lập tức đồng ý, ai dè, ngay trong đêm hôm đó, Rangsan không thể nào kìm nén được dục vọng bẩm sinh của đàn ông. Hắn nhân lúc Kosum đã ngủ say, đã lật chăn lén lút rời khỏi phòng ngủ, không lâu sau Kosum bất ngờ tỉnh dậy, phát hiện chồng đã biến mất, thế nên đã thần thơ ra ngoài tìm kiếm chồng khắp nhà. Cô đi đến trước cửa của một căn phòng, nhìn qua khe cửa phát hiện chồng và một người phụ nữ khác đang lếu lều, phim con heo diễn ra ngay trước mắt khiến cô cảm thấy mắc ói, không dám tin rằng chồng mình lại có thể làm ra chuyện như vậy. Cô vô cùng thất vọng về Rangsan, Kosum bịt miệng khóc lóc chạy ra ngoài, không cẩn thận đã ngã lăn xuống đất, quay đầu lại, thình lình một con mãng xà đang ở trước mặt. Lúc này, đột nhiên anh họ từ đâu chạy ra, bịt miệng cô và nhỏ tiếng nhắc nhở đừng la hét, đợi sau khi tinh thần Kosum đã bình tĩnh, anh họ nói với mãng xà, đây là em gái của anh, không phải kẻ xấu, dường như con rắn này thật sự có thể nghe hiểu tiếng người. Nó im lặng nhìn hai người, sau đó liền lập tức trườn đi, Kosum lúc này đã sợ đến mức đơ người, đợi đến khi con rắn bỏ đi mới dám lớn giọng òa khóc. Anh họ an ủi cô, mãng xà chính là thần rắn canh giữ nơi này, chỉ cần bọn họ không làm chuyện xấu thì thần rắn sẽ tuyệt đối không làm hại chúng ta. Từ sau lần gặp mặt đầu tiên ấy, Kosum mỗi lần chịu uất ức ở trong nhà, thần rắn đều sẽ xuất hiện an ủi cô. Theo dòng thời gian, ngày này nối tiếp ngày kia, rất nhanh, đã đến ngày chuẩn bị lâm bồn của Kosum. Ngày nọ, Rangsan dẫn luật sư đến nhà mình, hắn định để lại hai căn nhà lớn của mình cho con cô. Những lời này vừa hay lại bị vợ hai đi qua nghe lỏm được, vợ hai tức tốc đi tìm vợ cả hớt lẻo. Nếu như căn nhà thật sự giao lại cho mẹ con Kosum, thì e là không lâu sau đó bọn họ đều sẽ bị đuổi cổ khỏi đây. Vậy chúng ta phải làm sao? Thế nên, vợ hai đã nghĩ ra một chiêu trò vô cùng ác độc, nếu hai người chúng ta đã không có con, thì đứa trẻ trong bụng Kosum cũng không được ra đời, vợ hai ác độc số 2 không ai chủ nhật. Không ngờ lại định đẩy ngã một bà bầu bụng to, nhưng đột nhiên một con rắn lớn xuất hiện trên đỉnh đầu, há rộng miệng lam le đớp chết à ta, vợ hai hốt hỏng quay phát đầu chạy, thần rắn cũng quay đầu nhìn sang Kosum, cô liền ôn hòa vuốt ve nó như là thú cưng. May mà có mãng xà luôn ở phía sau bảo vệ Kosum, những ngày sau đó coi như có thể được bình an vô sự. Một hôm, Kosum ôm bụng nằm trên đất đau đớn quằn quại, anh họ sau khi nghe thấy tiếng động liền đến kiểm tra, phát hiện Kosum đã trở dạ rồi. Anh tức tốc chạy ra ngoài gọi bác sĩ, mà hai bà vợ của Rangsan ở bên này lại tụ lại một chỗ, bàn chuyện đối phó với Kosum, bà cả lệnh cho bà hai phải nhanh chóng trừ khử đứa con của Kosum. Nhưng bà hai đã biết Kosum có thần rắn luôn ở bên bảo vệ, cô ta sợ sệt không dám qua đó, ai dè, bà cả nổi cơn điên, trực tiếp động tay động chân với cô ta. Mày không đi thì tao đi. Nói xong liền hùng hổ xông ra khỏi cửa, thình lình, thần rắn rớt xuống ú òa, bà cả sợ đến mức ngã bật ngửa về đằng sau, thì ra thần rắn đã sớm phát giác được kế hoạch của hai mụ ác này. Nó luôn ở trên thanh xà ngang chờ đợi, hai người tức tốc đóng chặt cửa lại, coi như đã thoát chết một phen, có được sự bảo vệ của mãng xà, Kosum cuối cùng cũng suôn sẻ sinh ra một nhóc tỳ bụ bẫm. Thần rắn cũng lặng lẽ đến đó xem thử, đã khiến cho bà đỡ sợ hãi đến mức run rẩy. Có điều Kosum thấy đó là thần rắn, nên đã nói với bà đỡ là không cần sợ hãi. Đây là thần rắn bảo vệ cho tôi, sẽ không làm hại người tốt đâu. Sau đó, Kosum quay lại nói với mãng xà, đứa trẻ này vừa chào đời, sấm sét đã đánh ngang trời. Hơn nữa, bên ngoài còn mưa bão không ngừng, không bằng đặt tên cho nó là Mekhala đi. Thần rắn nghe xong cũng lè lưỡi biểu thị sự tán thành. Đợi đến khi bà đỡ ra ngoài đi về, anh họ đi theo đưa cho bà ấy một xấp tiền làm phí, bảo bà ấy không được đem chuyện này nói ra bên ngoài. Một khoảng thời gian dài lại qua đi, đứa trẻ sơ sinh đã dần dần lớn lên, thần rắn rảnh rỗi sẽ lại đến thăm Mekhala đáng yêu, bọn họ cứ như thế mà nhìn đối phương chăm chú, tràn đầy sự tò mò về nhau. Mà Kosum đứng ở bên cạnh quan sát cũng thoải mái thở hắt ra một hơi dài, có được sự bảo vệ của thần rắn, cô sẽ không còn phải e sợ sự khó lường của lòng người nữa.
Có điều, vợ cả và vợ hai vẫn chưa hề chừa cái tật. Hai người nhân lúc cô Sum vắng mặt lén lút lẻn vào bên trong phòng ngủ của cô ấy. Nhìn đứa bé bụ bẫm nằm ở trong nôi, bà cả từ từ giơ tay ra, muốn bóp chết nó một cách tàn nhẫn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần rắn lại lần nữa xuất hiện. Hai mụ ác tức tốc bị dọa cho hồn nhảy ngược lên cây. Vợ hai vớ lấy một quyển sách muốn ném về phía nó, nhưng bà cả đã kịp thời ngăn cản được cô ta. Chẳng lẽ không phải chuyện tốt ư? Hai người hoảng loạn run rẩy chạy ra bên ngoài. Đến khi cô Sum xong việc quay về, nhìn thấy thần rắn đang quấn quanh nôi, còn bày nguyên tư thế phòng vệ, lập tức đã hiểu thần rắn đang bảo vệ con gái của mình. Vì để bày tỏ sự cảm kích, cô giơ tay ra đằng trước, thần rắn ngoan ngoãn lập tức bò lên. Bà cả và bà hai đứng ở ngoài dòm được cảnh này, ngỡ ngàng chỉ thiếu mỗi nước đột quỵ. Cô Sum là vợ của mãng xà. Vợ mãng xà. Cô thử thái quá thêm coi. Rang San căn bản không hề tin cô Sum chính là vợ mãng xà, còn cảnh cáo hai người còn dám ăn nói lung tung thì lập tức cuốn xéo ra khỏi căn nhà này. Vợ cả và vợ hai chạy theo sau, giận tím cả người, bọn họ đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ tìm cho ra chứng cứ, khiến Rang San tận mắt nhìn thấy cô Sum là vợ của mãng xà. Cô gái này ở bên ngoài vừa phải chịu ấm ức, bắt đầu khóc than kể lể với thần rắn. Mekhala nói với thần rắn rằng áp lực cuộc sống quá lớn, mỗi ngày đều phải chịu 996 áp lực khiến cô không kịp thở. Thần rắn nghe xong chỉ biết dùng lưỡi để biểu thị an ủi, nó lao vào quấn lấy cô như muốn nói tôi đều hiểu. Mekhala nước mắt giàn giụa ôm lấy rắn, tất cả mọi chuyện khiến cô lại nhớ về thời thơ ấu vui vẻ của mình. Cô cũng từng là tiểu công chúa được bác trai và mẹ cưng chiều hết mực, có điều cứ hạnh phúc là sẽ có kẻ xảo trá đến phá đám. Vợ cả và vợ hai luôn luôn ganh ghét đố kỵ bọn họ. Thế nên cứ cách 2-3 hôm là lại đến kiếm chuyện, muốn ép bọn họ cút khỏi căn nhà này. Hai người đàn bà ác độc này nói bóng nói gió cô Sum, cố tình đổ vấy cho cô Sum có ý mờ ám với anh họ. Hơn nữa, khi anh họ nhìn cô Sum, căn bản không giống với ánh mắt của anh họ nhìn em gái, rõ ràng là bộ dạng của một người đàn ông đang nhìn người mình yêu. Bà hai cũng ngồi ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, nói hai người họ không phải là anh em ruột thịt. Theo sự quan sát của cô ta, thì số ngày cô Sum ở bên anh họ đều vượt xa số ngày cô ở bên chồng Rang San. Hai người càng nói lại càng phóng đại quá quắt, khiến cho Rang San tức đến nỗi đứng dậy bỏ đi, còn cảnh cáo bọn họ không được đi ra ngoài rêu rao tùm bậy. Bà cả thấy Rang San đã đùng đùng tức giận, liền thầm mở cờ trong bụng, bà ta biết rằng kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn. Ngày hôm sau, bà hai đến nhà của anh họ, lén lút bỏ bột gì đó vào trong nước uống, sau đó, mạo danh là anh họ để lại một lá thư cho cô Sum. Mau đến nhà của anh đi, có chuyện gấp. Cô Sum nhìn thấy dòng thư này, còn tưởng là anh họ đã gặp nguy hiểm, nên đã vội vội vàng vàng chạy đến nhà anh. Lúc này, toàn thân anh họ đã nóng ran cả lên, dược tính đã hoàn toàn phát tác, hiện giờ chỉ muốn tìm một cô gái để phát tiết. Vừa đúng lúc này cô Sum lại đẩy cửa đi vào, hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, chẳng nói chẳng rằng liền bật chế độ quay phim con heo. Bên này, bà cả và bà hai đã dẫn Rang San đến, cùng nhau đi bắt kẻ cắm sừng. Bình thường ông không ở nhà cô ta đều lén đến đây, bây giờ đã là nửa đêm rồi. Ai ngờ bọn họ ngồi hay nằm nói chuyện chứ? Rang San nghe đến đây liền tức đến nỗi máu chó dội lên não, cầm chắc lấy súng săn, hắn vội vội vàng vàng chạy đi, sau đó, ba người đã đến trước cửa nhà anh họ. Ở ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng hai người hú hí với nhau, Rang San tức giận mở tung cửa lớn. Mày muốn chết à, dám động đến người phụ nữ của tao, anh họ. Không ngờ, cô Sum lại xuất hiện ở bên ngoài nhà, chuyện này rốt cuộc là sao, bà cả và bà hai lúc này trố mắt không dám tin, Rang San cũng sững sờ quay ra nhìn vào trong giường của anh họ. Người phụ nữ ở trong đó không ngờ là vợ của anh họ, thì ra sau khi anh họ đã uống hết nước bị bỏ thuốc, đã nảy sinh ảo giác ngay tại chỗ, nằm bất động ở trên sàn không thể cựa quậy. Vừa hay vợ của anh từ bên ngoài đi vào nhìn thấy, đang định dìu chồng dậy thì không ngờ anh họ liền vồ vập lao đến, sau đó là giai đoạn leo núi gay cấn giữa hai vợ chồng. Rang San tức đến nỗi suýt hộc máu về đến nhà, dữ dằn đánh mắng vợ cả và vợ hai một trận ra trò, sau đó, hắn đến tìm mẹ con cô Sum, vui mừng nói chuyện tâm sự như thường. Điều này khiến vợ cả và vợ hai nghiến răng ken két, bọn họ sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho mẹ con nhà họ đâu. Một con rắn lớn đang chậm chậm trườn đi, nó muốn bảo vệ chủ nhân khỏi người đàn ông này, bởi vì người đàn ông đang lừa dối Mekhala, và lúc hai người ở cạnh nhau, rắn thần đột nhiên xuất hiện, Mekhala đẩy anh ta ra cầm đồ ném về phía con rắn, một chuyện tốt như vậy cuối cùng lại bị phá hoại, Mekhala nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ cảm thấy rắn thần đang cản trở mình, cô cầm điện thoại gọi điện cho chú Tim, bởi vì tình yêu mà muốn tiêu diệt rắn thần, chú Tim bảo cô suy nghĩ cho kỹ xem bản thân có muốn làm như vậy không. Giữa tình yêu và rắn thần, cuối cùng cô vẫn chọn tình yêu, từ bỏ rắn thần đã bảo vệ mình từ nhỏ. Chú Tim cầm theo một cái liềm đi vào trong rừng sâu, vừa đi vừa gọi rắn thần, nghe thấy tiếng rít của rắn, chú Tim bị dọa đến mức luống cuống. Chú Tim nói với rắn thần, Mekhala tiểu thư đã hạ lệnh, tôi chỉ có thể tuân theo. Chú Tim biết rắn thần đang ở trên đầu, lập tức xoay người vung tay, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, rắn thần ngã xuống đất cả người chú Tim đầy máu me,
Sợ hãi mà lùi bước, lúc này, Mekhala đã đi tới, nói với rắn thần ở dưới mặt đất, ta từng cầu xin ngươi, nhưng ngươi chưa từng cầu xin ta nhân tử. Nhìn thấy con rắn thần đang thoi thóp, Mekhala ngồi xuống chuẩn bị vuốt ve, đột nhiên con rắn hóa thành Chanachon, nhìn thấy Chanachon đang đau đớn. Mekhala không biết phải làm thế nào, người đàn ông mình yêu chết ở ngay trước mặt, Mekhala đã suy sụp, rất nhanh cô đã tỉnh giấc, may đây chỉ là một giấc mộng, lúc này chú tim đã uống hai bình rượu nút lá chuối. Nên đã có đủ dũng khí để đi đến chỗ miếu rắn thần, điện thoại thì đánh rơi dưới đất. Vào khoảnh khắc nhìn thấy rắn thần, ông bị dọa sợ đến mức phải quỳ xuống, vì tiểu thư tôi chỉ có thể làm như vậy. Vừa mới định ra tay thì rắn thần đã đẩy ngã xuống đất. Nhận được điện thoại của người hầu, Mekhala vội vàng chạy về nhà, nhìn thấy chú tim đang nằm trên ghế. Mekhala đau lòng vô cùng, chuẩn bị đi tìm rắn thần, nhưng bị chú tim giữ lại. Cô tưởng rằng chú tim đã bị rắn thần cắn chết, hóa ra chỉ bị thương đôi chút. Chú tim trách mắng người hầu vì sao lại không nói rõ, người hầu nói vì quá gấp nên không kịp. Hóa ra rắn thần phẫn nộ nhìn về phía chú tim không ngừng xin lỗi, cầu xin nó tha lỗi cho mình, đều là lỗi của ông hết, sau này sẽ không dám nữa. Rắn thần nghe xong thì chậm chậm rời đi, rắn thần không hề làm hại ông, mà đây là do ông ngã đã va trúng cây. Chú tim nói với Mekhala rằng rắn thần không muốn làm hại ông, mà chỉ đang tỏ thái độ thôi. Mekhala nghe xong quay về phòng. Rắn thần đã sớm đợi ở đó, không ngừng tiến về phía Mekhala, nhìn thấy nó hết sức phẫn nộ. Mekhala nói với rắn thần, ta biết ngươi rất giận, nhưng ta thực sự rất yêu Chanachon. Rắn thần nhìn về phía Mekhala được mình bảo vệ từ nhỏ, thất vọng mà rời đi. Nhìn thấy bức ảnh của mẹ mình, cô không hiểu tại sao mẹ lại cung kính với một con rắn, còn để nó nhúng đuôi vào cuộc đời mình. Rắn thần đau lòng mà bỏ về miếu thờ, nó giống như bậc trưởng bối yêu thương Mekhala. Rất nhanh sau đó, hai người họ đã hạnh phúc ở bên nhau, nhưng cô không ngờ là cuộc sống đau khổ như địa ngục trần gian cuối cùng cũng đã tới. Mekhala đau lòng mà ném đồ về phía con rắn lớn, con rắn đau lòng mà nhìn về phía cô. Mekhala đổ hết mọi tức giận lên nó, có phải ngươi đến để cười nhạo ta không? Không nghe theo lời khuyên nhủ của nó mà muốn ở bên Chanachon, ta cho rằng anh ấy rất yêu ta, nhưng hóa ra Mekhala bị tên tội đó lừa đảo. Chanachon đưa Mekhala đi làm. Vừa mới xuống xe đã bị Chanachon giữ lại, những hành động thân mật của họ cô không muốn để người ở ngoài xe trông thấy. Người đàn ông phẫn nộ mà lao lên, nhưng lại bị Bathsheba giữ lại, anh vẫn luôn yêu quý Mekhala. Nhìn thấy người phụ nữ mình yêu ở trong lòng người khác, liệu có vội vã không? Bathsheba khuyên anh, nếu như Mekhala đã có bạn trai, vậy thì anh hãy quên cô ta đi. Nhưng anh ta lại nói Mekhala không thể ở bên cạnh người kia được, sau đó lại tức giận bừng bừng mà đi về phía phòng làm việc, hỏi cô vì sao lại ở bên cạnh Chanachon, hai người quên nhau sao? Bởi vì anh ta là anh rể tôi. Quản lý cao cấp của khách sạn Thala cũng là anh rể của tôi, anh ta đã kết hôn rồi. Anh ta đã có hai con. Chàng trai này chính là Anner, cũng chính là em rể của Chanachon. Mekhala vừa nghe đã cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, bởi vì mẹ đã phải làm vợ lẽ. Cô đã từng thề, bản thân sẽ không làm vợ bé của ai nữa. Có lẽ rắn thần ngăn cản cô, cũng là vì lý do này. Mekhala không dám tin người đàn ông mình yêu sẽ lừa gạt mình. Cô nước mắt như mưa mà gọi điện cho Chanachon. Chanachon vừa nghe máy đã nhận ra tâm tình của Mekhala không tốt, còn an ủi nói, bất kể là xảy ra chuyện gì, tôi đều đứng về phía em. Con gái chạy đến, Chanachon sợ Mekhala phát hiện nên đã đuổi cô bé đi. Mekhala hỏi anh đây là giọng của ai. Chanachon lừa cô nói không có gì hết. Lời nói dối của anh ta càng khiến Mekhala thêm đau lòng. Bạn thân Bathsheba hỏi cô phải tham gia một buổi họp báo. Mekhala vốn chẳng còn tâm trí nào. Vừa nghe thấy đây là khách sạn của Chanachon, cô quyết định trang điểm lộng lẫy. Lúc này Chanachon đã ôm theo vợ mình để lên tiếp nhận phỏng vấn. Mekhala chậm chậm bước tới. Chanachon nhất thời ngây cả người, không dám tin vào điều trước mắt. Mekhala để lộ ra nụ cười tà ác. Chanachon hồn bay phách lạc mà nhìn về phía Mekhala. Sau khi kết thúc phỏng vấn, Mekhala đã khoác tay của Anner, lấy thân phận bạn gái để xuất hiện trước mặt Chanachon. Chanachon ngây người, hai người nhìn nhau. Mekhala chạy ra ngoài len lén lau nước mắt. Chanachon nắm lấy tay cô, muốn giải thích. Mekhala mắng anh ta hạ lưu lừa đảo. Cô phẫn nộ mà rời đi. Chanachon nói với cô, bản thân và vợ kết hôn không phải vì tình yêu. Vậy sao? Sự khác biệt giữa người và súc sinh, đó là bất kể anh và vợ kết hôn vì lý do gì, thì chỉ cần anh là người, anh sẽ chung thủy với vợ của anh. Đừng có tìm lý do để gian díu với người phụ nữ khác. Lúc này, vợ của anh ta đã ở bên ngoài. Khi mà cánh cửa chuẩn bị mở ra thì bị Bathsheba gọi đi. Lúc này còn có một người đang trốn xem kịch hay. Mekhala ngồi trên xe đau lòng mà khóc. Cô hận bản thân ngu xuẩn, hận vận mệnh đối xử tàn nhẫn với mình. Cùng lúc đó, Annie và Anna đang xem đoạn phim của hai vợ chồng họ. Đây mới là vợ của Chanachon. Sau đó, mấy người họ đã chặn đường Mekhala để sỉ nhục cô. Mẹ mày thì là tiểu tam, đẻ ra con gái cũng vẫn là tiểu tam. Gen nhà mày trội quá rồi đấy, ai sẽ lấy loại phụ nữ thấp kém như mày làm vợ chứ?
trừ phi là bị mù hai mắt, ngốc đến nỗi bị dắt mũi. Mekhala cho Anna một cái tát ngã lăn vào chậu nước, rồi lại túm tóc của En, đá cho tên kia ngã nhào. Đúng là một khi tức giận ai cũng là lực sĩ. Cô ấm ức đi về nhà mà phát tiết hết cảm xúc. Mekhala đã thành khẩn xin lỗi rắn thần, đã luôn bảo vệ cho hai mẹ con cô. Cô cảm thấy rất hối hận vì những gì mà bản thân đã làm. Rắn thần chậm chậm bò lên người Mekhala an ủi. Mekhala ôm lấy rắn thần, nhưng cô không hề biết đây mới chỉ là bắt đầu.